birthday ba. Ồ. Chúc mừng sinh nhật ba. Hồi tối con vẽ bức tranh này tặng ba nè. Con chúc ba luôn luôn hạnh phúc sống bên tụi con. Cảm ơn con gái. Dạ. Đây ba coi nè. Đẹp lắm đó. Hôn ba miếng coi. Chúc mừng sinh nhật ba. Hôm nay anh Bin có gì cho tặng cho ba không? Đúng là con trai chẳng được cái tích sự gì. Con xem em con này, đó, có quà cho ba rõ ràng chưa? Anh nói gì với con vậy? Sao con? Có chuyện gì hả? Nè, hôm qua ba có giao gì cho con nhớ chưa? Nhớ đi làm đi đó, không còn no đòn nha. Thôi, con đi làm việc nha mẹ. Con làm việc ba nhờ nha, giỏi quá. Để con đi phụ anh hai nha. Phụ anh hai, không có cãi nhau nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Anh, sao anh cứ phân biệt đối xử với hai đứa nhỏ hoài vậy? Anh phân biệt cái gì? Em thấy thằng Bin chưa? Nó có yêu thương gì anh đâu. Sinh nhật anh nó có tặng gì đâu. Thì anh cứ la mắng con hoài chi. Hỏi sao nó không vậy? Thế em coi, anh la mắng không đúng hả? Anh nói có gì sai đâu. Thử nghĩ em nó xem, làm sao mà anh la mắng được. Anh cứ vậy hoài à. Em nói anh là lúc nào anh với con Su á, anh cũng là con gái yêu, con gái rượu. Thằng Bin có khi nào anh nói vậy không? Con nào mà không là con anh. Tính tình mỗi đứa mỗi khác thôi. Thì con gái nó ngọt ngào hơn, thằng Bin thì nó lầm lì hơn một chút. Nhưng mà không có nghĩa là nó không thương anh. Anh phải đối xử công bằng với con chứ. Thì anh coi nói, thằng Bin không phải con anh đâu. Nhưng anh vẫn thích con gái hơn. Con gái thường tình cảm, biết lo lắng cho ba mẹ. Sau này về già anh và em là phải nhờ nó đó. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ hai đứa còn là đứa nhỏ thôi. Em muốn anh phải chia sẻ sự quan tâm của anh đồng đều cho hai đứa. Đành rằng là ba thì hay thương con gái, em không có cấm. Bin. Sao cái chuyện có nhỏ như thế thôi mà con làm cũng không xong? Bao giờ con mới trưởng thành đây? Xin lỗi bà. Xin lỗi? Ngày nào con cũng xin lỗi hoài. Cái cây lan ba nhờ con tưới mà con không để tâm vào. Bây giờ nó cũng không biết sống hay chết nữa. Hay là bởi vì con ghét ba nên con cố tình chống đối ba, hả? Con quên. Quên? Trời ơi. Con làm ơn con tập trung con nhớ giùm ba đi có được không? Hả? Mẹ thì nói là lúc nào ba cũng khó khăn với con. Nhưng con xem đó, con có được cái việc gì không? Ba đi làm cả ngày mệt mỏi rồi. Bây giờ về nhà, nhìn mặt con như này, sao ba vui? Hả? Con làm ơn con mở cái đầu óc ra cho ba nhá. Dặn cái gì thì con nhớ dùm ba đi nhá. Chứ không mẹ con lại nói là ba tối ngày ở nhà phân biệt đối xử. Có được không? Hả Bin? Dạ, lần sau con chú ý hơn. Lần sau á, con nói gì thì con làm ơn con giữ lời hứa. Chứ đàn ông con trai đừng có hứa suông, mất uy tín lắm. Dạ. Thôi bây giờ con chạy ra ngoài nhà bác Tư mua cho ba mấy cái tắc kê để ba treo tranh, nghe chưa? Dạ. Đi nhanh lên rồi về chứ đừng có la cà đấy nha, không là ăn đòn á. Dạ, ba ăn đi. Đi nhanh lên rồi về còn tưới cây lan nghe chưa? Con gái của ba đấy hả? Trời trời, lại vẽ tranh tặng ba nữa hả? Trời ơi, đúng là chỉ có con gái mới biết thương ba thôi. Dạ không phải. Cái này là tranh của anh Bin chỉ tặng ngày sinh nhật của ba á ba. Nhưng mà tại vì ảnh sợ ba la cho nên ảnh không có tặng cho ba. Ồ. Con cũng có hỏi tại sao rồi.
Mà ảnh nói là ba hay la ảnh, với lại ảnh thấy ảnh dễ xấu quá nên chắc ba không có cần cho nên ảnh đem ảnh giấu đi luôn. Ủa mà ba ơi, sao ba không thương anh Ben vậy ba? Đâu có đâu con. Sao con lại nghĩ như vậy? Dạ thì tại con thấy ba lúc nào cũng la mắng ảnh, rồi đánh la ảnh nặng nữa, cho nên con. Mà anh Ben tội lắm á ba, ảnh thương ba nhiều lắm mà ảnh không có nói ra thôi. Ba biết không, mỗi lần á mà ba về, ảnh đều canh rồi mở ra mở cửa cho ba á ba. Rồi ở tuần hôm trước á, ba bị cảm, ảnh bắt con vô xem tình hình của ba như thế nào, xong rồi ra báo cáo cho ảnh á. Hai con hay quá nha, lại còn thông đồng với nhau nữa hả? Chưa hết đâu ba. Mỗi lần mà ba đi về khuya á, ảnh vẫn cố gắng thức để chờ ba về mở cửa cho ba vô nhà. Rồi ảnh còn nói với con là nhắc nhở ba đừng có uống rượu nhiều nữa. Bức tranh này là tối hôm trước con với ảnh vẽ chung á. Ảnh vẽ xấu cho nên ảnh mới nhờ con chị ảnh vẽ. Cái này ảnh phải tốn 3 ngày luyện vẽ mới vẽ được tặng cho ba á ba. Mà tại ảnh thấy xấu quá cho nên ảnh không có tặng cho ba được. Alo. Tôi đến liền. Vô đây con. Từ từ thôi. Anh Ben ơi, anh còn đau không? Anh không sao. Có đau lắm không con? Không sao đâu anh. Hồi nãy á, Ben sợ về trễ anh la nên nó chạy qua đường nhanh mà không có nhìn cái xe đang phóng mẫu tới. Mà bác sĩ nói là chỉ trầy xước nhẹ thôi, cũng may. Ủa, xin lỗi ba, con lại làm sai. Ba đừng có la con nha ba. Ba không la con đâu. Ba xin lỗi nha. Cũng vì ba mà con mới bị tai nạn như thế này. Cũng là do ba nghĩ con vô tâm, không yêu thương ba nên mới cư xử với con như vậy. Con tha thứ cho ba nha. Dạ. Su có cho ba coi hình vẽ của con tặng ba ngày sinh nhật. Su có nói cho ba biết con cũng rất yêu thương ba. Tất cả là do lỗi của ba. Ba suốt ngày mắng chửi con nên đã không để ý đến điều đó. Giờ ba hiểu rồi, cho ba xin lỗi nha. Vậy là ba cũng yêu anh hai á. Cho nên anh hai cứ việc nói tâm sự với ba đi. Ba yêu hai anh em mình luôn. Tất nhiên rồi. Bây giờ ba phải đối xử công bằng chứ. Ba phải yêu thương cả hai con. Anh Bin nhớ chia sẻ với ba nhiều hơn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp tình yêu thương ha. À mà anh Bin, lúc nãy á, ba có chê tranh của anh là xấu lắm á, cho nên anh á phải luyện vẽ lại đi nha. Trời đất ơi. Sao không con? Vậy hoài à. Trong tình yêu, sự vun đắp từ hai phía rất quan trọng. Ngay cả trong tình cảm cha con cũng cần điều đó.